Bắt đầu video mình xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Cái cây lưỡi hổ lưỡi cọp gì đây, năm nay nó ra bông quá chừng luôn nè. Bông nó cũng không đẹp gì lắm. Đây là cây dông, cây lá dông dùng để gói nem bì. Mà ở nhà lá nó không có non cho nên là mua ngoài chợ rồi. Mình sẽ quay cây này cho mọi người xem. Cây nó thì nó có gai. Thân của gai nè. Lá nó thì thường nó mọc gan, lá nó thì lá lớn có ba lá nhỏ. Cái lá non đó mình ăn sống được, cho nên gói nem bì ăn rất là thơm. Cái cây này cũng có bông, thân nó cũng có hơi gai nhỏ, nhưng mà nó không phải là cây dông mà là cây bông hoàng hậu hay là cây bọ cạp. Qua bọ cạp, bọ cạp đỏ chứ không phải cây nào có gai mà lá ba lá như vậy là cây dông. Mình đổ thịt vô mình luộc. Ngày sau nấu súp đẩy chín chiền nha. Rồi cái nắp nó đầy lớ quá, nó bị hôi khói hay sao? Cái này để mình luộc ấy à, luộc thịt để mà có bì. Bữa nay có bì. Tự nhiên cắt. Này sao nấu súp gì? Súp tôm à? Hả? Súp ốc heo. Ốc heo chứ không phải ốc tôm, ốc heo, không có cua luôn. Đây này sáu gì ấn tôm thì là thảo nấu tôm. Dì ấn thì làm cho người khác ăn chị. Thôi ăn vậy không có vui. Không vui không? Không vui. Khổ không phút đợi nữa. Đây là tôi súp. Bự rồi. Bự lắm luôn không? Tôi súp ốc heo chân cho chín chứ hả? Ừ. Chân với gừng hay là... Không có gừng. Chân với hành, bằm hành cho nhiều vô, để miếng tiêu, miếng đồ niêm vô là xong. Ủa thịt đâu rồi hết rồi? À thịt nó làm bì hả, còn súp này chưa nấu đúng không? Nấm mèo, trời nấm này đâu phải nấm mèo. Nấm mèo đen á. Nấm mèo nấm voi. Ủa nấm voi hả? À, trời nó bự vậy nè. Chụng thịt ăn luộc thịt có bì. Rồi mình luộc cho chín luôn đúng không? Ừ, luộc cho chín luôn rồi mình sắc. Ờ, hồi gan gạo chị ấy thính nữa. Nay mai nó nở rất là thơm luôn. Nếu mà cây mai này mà nó nở mỗi ngày thì nó không có giá trị. Chỉ nở ngày Tết, cho nên là nở chỉ có một lần một thôi. Có nhiều cây bán mấy tỷ. Nếu mà nó nở mỗi ngày thì bán chắc không ai mua. Tính đâu qua cái ải thầm cải này rồi, đâu móc ra hoài luôn. Tính ăn cải không khỏi. Tết là người ta cử ăn cải đó. Ôi, không ăn cũng cải tối ngày, ngày đó thì chết. Cầm điện thoại của ai vậy? Sáng ngủ dậy thì có gì á? Cái gì đó? Cái tiếng hồn, cái tiếng hồn cũng phạt bao nhiêu nữa. Có
bóng khô khô kìa, ngon. Rồi cho ăn sắp kìa, mềm. Từ sớm vậy, không bỏ đâu. Thịt bò xào rau cần cua. Ủa, nãy tôi nghe điện thoại rồi mà Thảo. Với tỏi cho một miếng dầu hào phải không? Miếng à, rồi đó, một miếng rồi đó, miếng xíu xíu, miếng hạt nêm vô, miếng rồi đó, một miếng đường, miếng không biết bao lớn, tí xíu bột ngọt thôi, thêm hai miếng hả? Tí xíu. Cái này là bột tỏi hả? Cho miếng bột tỏi nha. Cho nó thơm. Nhé nè. Mấy tờ chưa đủ đâu. Lấy ra này để thao đất thì sao? Này tới 90% rồi chị ơi. Thằng bảo gà tung bình thủy rồi. Không cái nhãn gì thời tiết. Mày hôm tháng trước con về con nhìn thấy hả trời lá hả khối quá trời luôn. Thì nó ra lá non đó mình không hái, mình không chặt, mình không chặt nó là nó già đi á. Hả? Còn mày thứ hai là con thứ ba. Để xương vô. Vậy ăn hồi cho người cộng hay sao? Người chén xếp cộng xương. Cùi bắp để vô luôn, tận dụng cho trời đánh. Ơi trời. Tệ tệ như cùi bắp. Bèo như cùi bắp chứ là không. Hôm nay ăn xương với cùi bắp không à. Cùi bắp là bèo lắm á biết không? Này là muối. Muối, bột ngọt, một nêm, đường phèn. Đường phèn, nêm vô súp. Súp cua bắp lần đầu tiên. Đặt tên súp được bột cua cua bắp rồi. Bỏ vô nó vừa thơm nước mà nó vừa ngọt nữa. Bữa hổm nó nấu xong rồi chị vớt ra ăn nó ngọt ngay với cô Hạnh. Rồi vớt thịt ra đập. Đó là thịt nạc hả? Ừ, thịt nạc. Xé sợi. Sao bỏ vô cái bọc đập. Đập xong xé ra cho dễ. Mà được bắt cài. Vậy lại gói dí ra tử ra gói đập. Đập xé nè. Có mấy cà đào xé ra. Nãy chị Tư giật lá chuối rồi mà cô Sáu lại nói thiếu cho nên là phải giật thêm. Đúng rồi, chồng đây vui cũng chết sao buồn được. Đây là trứng cút để nấu súp, còn bên kia là gạo gan làm thính. Mấy con có đem vô bỏ tủ lạnh chưa? Kiếm tủ lạnh trước đi. Chuối này phơi nó héo xong rồi cô Sáu xé ra. Có bì cho nên mình không cần lá chuối đẹp như ở bánh tét. Xay ra nhồi vô cục đất dục xuống mương hồi tép với tôm bu lại. Cá mè luôn. Xong cái chài. Lần đầu tiên em làm luôn, em biết gì được chưa nó, nhưng mà em ăn thử hột gạo thì nó thơm mùi thính à.
cái bột năng làm ngon hơn là cái bột gời á Tư. Trước em làm bột gời không bằng. Bột năng bịch này nó ngon hơn. Chị làm cái bánh mà bột lọc á, cái này nè là trong suốt luôn. Còn mà cái bột năng gời là nó bị đục. Cái này là hồi đổ vô nồi súp luôn á hả? Rồi, tôi thấy nó tan qua đựng đánh bọt lên nè. Tan đều. Tan rồi đó. Hả? Tan đều là được rồi phải không? Tan đều. Cho một tí nước mắm vô đi Tư ơi. Nước mắm thôi có gì nữa không? Hả? Nước mắm thôi có gì nữa không? Nước, nước mắm mà. Bột năng nó sao chế nước vô vậy đó hả? Ừ. Rồi cái đổ vô rồi. Miếng nữa đi Tư. Miếng nữa đi không sao. Mà đổ vô nồi sao? Miếng đi. Đúng rồi rồi. Bột ngọt, hạt nêm, nước mắm đồ còn đó là sao? Ừ. Bỏ nó dầu ăn. Dầu ăn. Dầu ăn với tủ, mở tủ. Ừ. Rồi bỏ vô liền luôn chưa? Bỏ vô khuấy lên nó. Ít ra trứng cút để gì đổ vô luôn. Để trứng cút vô để nó thấm gia vị lên cho nó ngon. Quá trời bột. Để này vô luôn. Bắp với lại củ cải đỏ rồi nó mèo vậy sao? Ờ nãy giờ để vô cái chín. Khoan Tư để ngay Tư chút nữa em quay qua hộp dưới đất. Một nồi súp khổng lồ. Chị cũng muốn sang qua nồi bự hơn. Cái nồi kia. Nồi này vừa luôn rồi. Để dầu vô nữa là chị tao đi chàng nha. Cuối cùng cái nồi kia hơi nhỏ, bây giờ đã chuyển qua một cái nồi bự hơn. Để cho con dở ông sùm nha, để em hủ nha. Này là nuôi. Nuôi luộc. Bột năng sao quậy với nước. Không phải là sữa nha. Không phải là nước cốt dừa. Ăn xong rồi mới làm. Đủ không đủ gì cũng nhiêu đó hả? Ờ, tấm trắng cho nó đen lùi đó. Đen mình đen trời. Thêm miếng bột nữa. Như cục than thôi chứ đâu đen. Chà, cũng cài cũng đồ dữ lắm. Ngỡ muốn cái luôn. Cái này là trứng gà, chứ không phải là trứng vịt. 5 cái trứng cho một. Cho một nồi khổng lồ. Lớn mà sang qua nồi đại luôn. Để nuôi vô, để nuôi vô quên nó rồi đổ nó không. Thêm miếng đường nữa phải không? Ok, ba bà thi nhau đổ vô nha. Mạnh hai nãy đổ ai không. Ba có đổ rồi tao quậy không à. Cái này mình quay sự thật nha. Đó, nhiều khi đổ vô này nữa nè. Tao chỉ đứng quậy thôi đó. Nhiều khi mình thấy niêm niêm vậy thôi chứ tắt máy cái bỏ ào ào đó mọi người ơi. Đó. Dạy muốn, dạy. Rồi được rồi đó. Vinh xuống được rồi đó. Rồi múc ra tô luôn đi kìa hả Vinh. Cho nó nóng. Niêm lại cái đi. Rồi nè, tan rồi đó, niêm đi. Mấy nhỏ chắc để nguội hồi mới ăn, nó nóng quá. Nóng chết tí á luôn. Rồi nè, tao múc ra cho. Đóng đít. Lửa quá lửa, đóng đít. Này chị Sáu nấu thiếu chồng, nấu không tự tin. Bình thường nấu có chồng bên cạnh nhắc tuồng hả? Trời ơi, có nhắc sao. Ủa, có trứng cút không? Có chứ nằm.
Tao không thấy trứng cút. 100 cái trứng cút rồi nó nè. Ôi trời ơi, đúng gì đó. Cái gì nữa vậy? Anh. Tôi phải từ trên đầu tôi nó rơi xuống. Rơi trên đầu tôi xuống không? Trời ơi, có cái đầu nữa rồi Sáu ơi. Như ổ quạ chơi, rồi. Chơi cái gì mà đây cái bàn nó đi chơi cái nhỏ nó ngồi đây. Đây quậy lên vậy luôn. Mẹ vô đâu? Mẹ mới nhớ mà hai luôn. Gì vậy? Sao chẳng có chi vậy? Ủa hai đó. Ôi trời. Đang ngủ quạo á. Bỏ dưới chứ không phải bỏ trên nè. Bỏ trên nhưng mà làm biến rồi. Múc lên đây em gãi lên cho. Cho nó chín luôn. Ở đây nó bị mày chọc nó. Chén này miếng miếng nha. Đây nè. Em bị rồi đây. Miếng miếng thôi hả? Miếng thôi lộn dù có khi ốc heo mà không có nhiều chia nhiều. Do dê đó. Em rồi đó. Cái gì vậy? Nói đừng nhìn nó. Nó ra từ cục. Thường lấy xúc quan nghe dạ liền. Để bà múc cho con miếng súp này. Để bà cho con ăn nha. Mời quý chú anh chị các bạn thưởng thức món súp. Ba ăn súp thôi. Ba nãy ăn phở rồi chưa? Chưa ngủ đi mẹ cho ăn. Rồi, có tiêu rồi đây cho tiêu đây ai ăn heo bắp heo đâu dữ ha ở thầy đám giỗ mấy năm em ngoái gì gì mới có phải không ừ mấy món gì có kề nào đám giỗ hay gì đó lâu lắm lâu lắm nè gì vậy có rồi em ăn chén em ăn tô chứ vậy hèm à ốc heo mà thông minh hả? Bên đây hay bên kia? Ờ có mình. Ghế ngoài lấy cái mức để lên trên cái lu rồi. Ăn xong này cho mượn. Hai đứa mượn chung. À, mẹ lau rồi, mẹ ngồi mẹ lên mẹ lau rồi. Sao ăn có cảm nhận gì về món súp của Sáu cây cho nguội nè. Dạ, 10 điểm. Ăn xong đi mẹ cho. Nó ngon hả? Ồ, được 3 cái 2 cái trứng nè. Ăn lên mẹ cho. Wow. Ăn xong mới ngon. Lần đầu luôn hả? Đây con bỏ đủ á. Cho mượn con thấy có ai cho mượn không? Từ ốc heo nó mắc người ta bán cũng mắc á. Tự đợi cho nguội chơi nóng lắm. Cái ghế mà. Cái muỗng này nãy giờ rớt nha. Chị hả? Vậy lấy thêm thích ngon quá. Ừ. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Giờ lâu. Con Sáu ăn 3 chén nha. Ăn sáng nhiều lắm rồi. Quậy bột năng ít lắm mới hút mấy muỗng nó không muốn ăn. Đừng quậy. Quậy trộn lên cái rồi múc ăn. Này để bột năng nhiều lắm nhựa nó lên nó không ngon. Lướt ở trên rồi nè. Ừ. Chỉ có múc ăn thôi. Từ trên xuống dưới vậy đó. Chị quậy qua lần cho nó đều thôi à. Ừ. Quậy quậy lên sao thắng. Đây giữa lỏng ra giữa hết. Bột giữa chứ. Nè. Nó sữa nè. Bỏ bột vô. Có miếng gì cho nó miếng rồi. Cái chị nó ăn rồi nó quậy lên ăn đâu con mày. Mà cháu hết. Người bán người kéo cái dây cái dây. Ừ mà quá nhiều không thích ăn. Không quen không được, không được. Ăn cái bột quậy. Đi túi mẹ đi lấy ra đi đóng túi lại nha, đem ra đây. Gạo nãy giờ ta sắp hết chén rồi đó. Nó ăn trước mà. Nó giỏi lắm mà. Nó sắp xong rồi đó. Mẹ nó bới chén cơm chứ. Vậy hả? Để nó bước chén cơm. Ồ, nó bài quá. Cái sô nít ăn thèm quá. Chén thứ hai rồi đó. Nướng nó chừng. Rồi ăn vừa quậy lần nó thì nướng.
Vậy nữa nè, giữa. Thường sáng nay quay cho nó nguội đó, quay cứ dạo cho nó nguội. Cái sức này là phải nhảy dựng luôn. Tại sao? Đáng yêu thì biết không? Cứu kiệu. Thì sao đây sao nó cứ ăn đầu gà, đầu cao cao, đầu giò, tôm thì ăn đầu không, không ăn mình. Cúc mua nó ăn đi. Ăn 2 trứng rồi. Cúc nhìn cực. Bước lên. Ăn súp thay cơm. Mở cửa đi chị không biết. Không. Không ăn biết. Mạnh năm hay không? Ừ, à. Đổ ra trong để nó ra, để nó dâm vô. Cắt. À, để nó dâm bên đây. Ừ. Ừ. Sau khi ăn no thì bây giờ làm tiếp. Ăn no có sức làm. Sắc bì. No giờ phát mà. Mỏng chút nữa mà. Các bạn thấy vậy hả? Hai hai vậy. Hai vậy thì mình sắc vậy đi rồi. Sắc mỏng lại vậy nè. Ừ, ở lại trả mày. Vậy thì sắc mỏng. Nhả ra khổ này nó bự rồi. Cái này 90 hả? À 90 là thịt đùi á, còn cái bên nặng với nách á là 70. Bằng giá, hai thứ bằng giá, nó dính chung với nhau luôn cô sáu. Bằng giá vậy nè. Một khúc nặng, một khúc nách nó dính nhau luôn. Ai mà đi mua nè, cái đùi này là 90 nè, cái này là với cái nách là 70. Ờ với cắm này cũng bán nè. Xong rồi mình xào lại. Cơm. Bây giờ con cơm ăn sốt mày. Thôi giờ mày làm sốt cho con ăn đi. Ăn con sốt đi. Muối nha ha. Thôi vậy nha. Muối không phê nha. Chốc bữa muỗng nữa đi mẹ, ít muối nữa hả? Ừ. Thôi bây giờ muỗng một con. Chốc khoe. Ừ. Thêm muỗng không phải muối nữa ha. Ừ. Thịt thêm ruột nữa nè. Nhiêu đường. Để nhắm tiền đã hả? Nhắm thêm gì đi. Con mở cộng ra. Hai ba muỗng là 5 muỗng đó. 3 muỗng rồi đó, 5 muỗng thiệt luôn á. 5 muỗng, muỗng nhỏ xíu mà. Nhỏ mà, làm sao? Đi trộn phải không? Phải để tỏi vô rồi trộn. Ớt, muối, đường, bột ngọt, tỏi, bầm. Trời ơi, sao sắc đổ đây ba con chó nè, nó dọc đây vậy? Nó chờ liền xuống cái gì nè. Tạo muỗng thơm chưa? Để thục mình ăn tỏi rồi luôn. Có mình xay cái đó mình xay nhĩ như bột vậy á. Ờ đúng rồi, vậy là nghĩ không. Có bột tỏi thì sao đó? À, nhưng mà cái mùi bột tỏi nó khác cái thằng này nha.
thứ sáu nêm lại cho thêm muối đường vô nữa. Nêm từ lớp mà. Mới sắp thêm. Bỏ lớp thịt thêm. Là ướp lại, bớt vô lớp thịt là ướp đó. Giống như muối nước mắm vậy hả? Bỏ lớp cá là lớp muối hả? Phải coi sao? Rồi trộn lên. Trời kia mới 90 đủ mà thịt không. Nên là căng ăn hồi lắm á. Mà mua ở đây cho đủ không? Cảm chả đủ. Đủ lại. Chỗ này đủ. Chỗ mua đó là chỗ đã đủ. Nhanh tên chứ kìa. Bốn người làm là không có đủ đồ để làm. Nãy giờ sáu rồi chứ ngoại. Rồi đây giờ. Nhi cũng như này ngồi nhìn không chứ đâu có làm. Nhìn mẹ nó làm bắt chước cô, mà. Cô Sáu làm chỉ cho mấy đứa cháu làm. Cô Sáu chuyền lại đó. Con nhỏ đây con nhìn con học hỏi thôi nha. Giấu thì chưa biết giấu nha. Giấu thì có nhớ đi. Nhiều đi. Là thịt tại không có mỡ không thôi. Có ra mỡ. Ừ. Đó. Chút mỡ đi, chút lên. Rồi. Để ra tẩu vô. Chưa biết hết. Rồi, chưa thôi. Ừ, rồi. Cái hôm đợt nào đây là mình mua ba cái làm bì á, mình làm bị biểu mỡ đó trời. Cái này rút kinh nghiệm của cô Sáu chỉ cái mua vậy là ngon lành nữa. Vị vàng hay cái tên? Thơm thơm được. Vàng nữa cô Sáu. Đi. Đi mua trái đi. Hết không nè? Hết hết luôn chưa? Vậy là chị lấy hai cái sạn thóc thôi rồi, hết chơi. Xảo ơi, xảo một. Dạ đúng rồi. Ở hai ở ngoài đó mà, đúng rồi, hai cái chậu rồi, đúng rồi. Chị từ múa sạn rồi. Đổi tay. Đổi tay mới được. Có củ đi. Ăn cá tớp rồi bị nám hết trơn. Nám mặt nó lại chưa. Là đen rồi mà còn đen thêm. Thôi Vinh nó bọt rồi, nó bệnh rồi, nãy nó từ chối rồi. Mấy ngày Tết nó cực nhưng mà vui. Tết nó làm này kia vậy nó mới vui. Cực mà vui. Rất là cũng phải Tết phải muốn làm đủ thứ. Tết là phải có bì, rồi thịt kho, rồi khổ qua, rồi khổ qua. Khổ quá. Khổ quá. Khổ đi qua đi nha. Khổ qua. Nó đen quá không? Dạ. Nó đen quá. Vậy nó mới thơm. Rồi bỏ tỏi. Tính là nãy để một mớ lúc một trên... tôi sống vô vậy luôn á cô Sáu. Còn nóng là cô đi. Nó không nóng nữa. Không nóng gì cũng thơm ở trên. Nó sống ra cái mình để nó hư luôn. Ừ hư, nó thơm mà mày ăn ngon bổ luôn. Chị bệnh sống mình mới thơm. Mày sống nữa. Chín mà ngon lành. Chị bệnh. Sống thì nó mới thơm mùi bì nè. Hãy ra vô cái tổ. Quá thơm luôn. Thiếu thính à nha. Thấy không? Nãy em nói nhiêu đó thôi mà. Còn không? Để vô đây thiếu rồi đó, em thấy không thấy thính rồi đó. Có bịch vô đây đâu có. Kịch muốn nổi luôn á. Trời ơi, gấu bị một cuộn dây vậy hả chị Tư? Trời ơi, để có bánh nữa. Chị có bánh nữa. Em đem theo cái thớt rồi nè. Em lấy cái ghế. Ừ, chú lên.
Chẳng có nhiều ít, bự bự nhỏ nhỏ, các bự nhỏ. Thơm không? Thơm. Mà nó là dữ. Túng lại. Mới đầu mình dắt cho dẻ này của hai gói hả? Ủa sao hai ông bẻ cái gốc mà hai gói? Hai gói gì vậy? Nó dở đó. Trời ơi. Hai gói lại mày dày đây cái gì? Hai con dâu rồi sao chỉ cho hai con dâu đây? Túng lại cho dẻ. Trong 3 miếng hả? 2 miếng ngoài cái đầu nè, cái chú nè. 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 Ừ, dính vậy. Còn mày bẻ ra vậy mày dính mày. Còn mày lăn tái. Cô tao chỉ. Để vậy. Nè. Nè. Ôi trời, lá giòn nó bị cắt rồi. Khỏi khỏi bẻ cái đầu này. Mày lăn đi xuống có vậy nè. Đó, bẻ qua về. Ờ, chỉ tạo tay luôn. Đó, đừng có ai rồi. Đó, vậy đó, đó thằng. Ừ, má vậy đó. Nhưng mà nó hơi đầu bự đầu nhỏ. Bẻ lại, bớt lại, có dẻ. Cái nào bự, bự thì bẻ lại tiếp. Làm. Trời ơi, cái gì? Mày giết cái xác vô. Coi xác rồi đó, vậy đâu muốn hại nha. Coi, coi, coi xác không? Ủa, mày gót rồi hả? Dừa đấy ha, kéo vào tao hả? Mà gió đồn đi. Xé ra cái đó. Thôi đi con nhìn cô gói chiếc, con gói chiếc cô. Sáu đi sáu, mạnh nào đây là. Chắc nghĩ không ăn được mà thịt heo mà chưa ba lá hả cô?
ba láo nè, này phải cắt dây đầu tư ra chứ mỗi lần cái kéo cũng kéo cắt luôn. Mỗi kéo nữa. Ấy đại bự bự đi đừng có ít quá, nó bự quá thì gói lá đâu có đủ. Đây là vừa thôi. Đâu rồi chân kéo cái dây qua em hai cái này cắt với hoài. Cắt lại khúc đi. Bị làm gì mà gánh cắn răng nữa. Kéo dây. Kéo dây. Lấy giò kèm được không? Được. Quấn vô giò vậy. Nè. À, sáng quấn chiếc rồi chiếc mẹ. Đi đây nè. Nè. Nó đẹp rồi đó. Cắn được chứ bộ. Gió biết được hả? Đó. Con làm vậy nè. Ừ. Ấy thì cao lên rồi đấy. Phải không? Ừ. Gì không? Lại đây, qua đây nói nè. Bây giờ đá luôn. Qua đây là con nói nè, cái gì nói nè. Hả? Con nói đại đi, nói đi rồi nghe cái gì. Nói đại như thịt nó ngon gì lại nữa. Thế là chừng cúng máy không? Cúng máy em lấy về giờ là cài. Con xấu rồi, kể gì hả? Qua đây nè, qua đây nhẹ thì không, em thấy sao nó chẹp lép rồi nó nhẹ hơn nha. Cái ông Quyên hỏi, hỏi chính truyền á, đừng bài đầu làm thành bảy thành bạ rồi ừ. Chính bánh đòn. Ừ. Chính ngủ kèm rồi lại đứng vô coi. Ừ. Kèm này, rồi lăn tá. Quyên nó tính làm gì dưới đây? Lăn tá nè, ừ chị á. Ngắn vậy hả? Cái gối này là bán. Dạ. Lỡ ra nó dài. Lá nhỏ nhỏ rồi phơi bớt thịt lại nhỏ nhỏ á, mới nhiều lá. Ừ quá lá. Bọc 10.000 của con trái. Lại vậy nè, nó để đứng vậy nó cao nè. Mày để đứng kiểu này cao nè, có để đứng kiểu này thấp nè. Nè, để đứng vậy nè cao nè. Có để vậy thấp nè. Ờ, để vậy thấp nè. Còn mày để cái đó là kiểu đứng lên nó cao. Vậy đó. Chứ không có gì đâu. Ông Hải thì khách giờ ông thấy tại thiết bị vậy mà sao trông ngon dữ vậy. Thì nói ông Hải tốt tốt gỗ tốt sơn. Ừ, nó trông ngon dữ vậy. Sư phụ mà mình là gói xấu nhất. Đây là nem mặn. Đây nem mới gói vậy nè. Cái cao chết khóc.
Còn thành phẩm này của ông Hoàng đâu? Đẹp nhất mà. Tiền đâu? Quen làm chưa? Tối hết trơn hả mẹ? Quên đếm bao nhiêu được nhiều. Ừ, đếm thử coi được nhiều chiếc. Nè lấy đi. Để đâu mà luộc xong ra hụt à. Để ra hụt à. Đây bọc cho cô Sáu vậy. Không. Không. Vậy không. Không lấy không không. À, không. Mời nó gói rồi bữa hổng không chèn rồi. Ủa. Quên lên đi. Đó, mời mấy đứa nó gói thì mốt nó gói nữa không lấy. Không. Này để tiền nào nó dễ. Thấy tủ lạnh không vậy? Chị để tủ lạnh cái này tủ lạnh mới ra rồi. Của ông Hoàng đó. Cái đó là của ông Hoàng đó. Đủ loại luôn. Ngày mai mày khỏi đọc lá nhỏ này đâu mà. Dạ. Người ta xong rồi con Na nó mới ra đó anh Na. Ơi, đây nè. Cái Na ơi. Cười cái cây. Nãy giờ tắm xong rồi đó hả? Rồi buồn ngủ rồi hả? Ngủ rồi con. Ngủ rồi. Xào nó rất ngon rồi. Xào nó không có mặn mà mình mới luộc vừa chín tới. Gì vậy? Mình chán hả? Mình chán. Ôi, cái kìa ba đứa này làm gì đây? Mình chán. Đâu, làm trái tim kìa, trái tim kìa. Trời ơi, làm trái tim luôn hay vậy ta. Trang ơi, bé Quyên đó hả? Biết làm bánh luôn Trang. Ôi, cái cây súc đâu rồi. Vậy hả? Trời ơi, thơm mùi bánh đâu dữ nha. Thơm luôn hả, làm bánh dạ, gì? Dạ, cho con ăn nha. Ủa, không có đậy nắp lại hả con? Dạ. Vậy hả? Ủa, mình đậy nắp lại cho nó chín không? Sợ nó sống trong không? Dạ, sao thử miếng nha. Thôi con làm sao? Ngon không? Ừ. Cũng yêu trời lắm. À, miếng. Cũng ngon á. Ngon lắm. Trời ơi, ba đứa nhỏ nó làm bánh. Thôi chị trộn vô luôn à. Trộn luôn hả? Trộn luôn. Trộn luôn. Trộn luôn. Ừ. Chị bỏ nó hồi cũng gắp ra cũng được. Trộn ra thịt ra thịt. Cái này là cũng dính vô đầu sợ. Cái này đánh giảm làm chú chiên ăn. Viền chú chiên thấy như tiện làm đẹp quá. Cô hả? Nè. Trời dữ vậy Sáu. Trời ơi. Trời nó xèo xuống hết trơn nè. Nhà mình ăn rau nhiều mà. Sao cái chảo đó gọi cái Sáu lên nó nước thì đem nha. Ừ. Dao mà nó xẹp xuống đâu còn nhiêu. Rồi về tới rồi. Mẹ về tới hả ba? Một chảo khủng khiếp giờ cái gì còn có nhúng nha. Ờ ra được hai dĩa. Nó xèo đâu còn nhiêu, thấy vậy đó. Ôi trời. Có hâm chảo này không? Chảo nào vậy? Cá kho. Cá kho ăn đây. Sắp để trong nồi đó đi đừng múc ra để coi ai ăn thì múc ăn à. Đừng múc ra luôn. Đổ vô. Đổ vô. Thôi bây giờ trường cái. Chị ăn rồi đó nghe. Chị thấy lạc lẽo lắm á. Rồi cho chị lạc. Lạc lẽo lắm. Rồi. Đây giám khảo ăn thử rồi. Thôi giám khảo ăn đồ không niêm mà sao thử được. Giám khảo gì là thua rồi đó. Thấy giám khảo mà ăn đồ không niêm mà sao cắn điểm được. Nó đau không tắt cái. Đau. Nhân thì chết. Nè cái chén của Quyên đậy lên cho nó nè chị. Nhân thì chết. Con dẹt nó nhân thì chết cho con đớn kìa.
Nó không cho nhân tự. Còn với miếng gỏi giấy xào càng cua bò. Mời quý cô chú anh chị thưởng thức bữa cơm chiều nha. Đây cơm. Đây từ đây. Lùi lùi lên đó, giờ mai chị tắt. Gì ra đi đó lấy cái dĩa nước tương. Lấy cái nước tương à. Nước tương đó. Đó. Anh xịt ra nước tương chấm thịt bò lấy cái chén nhỏ ra. Vâng. Đâu nhóc lửa rồi kìa, ngơi nhóc rồi, nhóc rồi. Nhóc lửa rồi. Con bé chưa? Nè, đi đây. Lửa bỏ vô máng liền. Đi chén luôn. Ủa còn đứa nào nữa không ta, nhà mình? Còn ai nữa không? Mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con chị hai học. Đấy còn thấy hạt quá. Hết chén nó luôn hả? Hết thôi nó sợ. Hết chén là gì bộ thì sao biết hết chén này bây giờ chừng ở ở tiền nhiều cái nó chọn nó chịu không thôi năm triệu mấy ba chị má chấm vô cái chén này nó mới vừa ăn thử rồi đó. Những đứa này nó học mà nó không biết tiếng Tây hồi đó tao học biết cho măng óc măng là giống xưa quăng cho mít giữa trong pháp cái này hồi nhỏ là thường nghe óc măng mót cái trung tâm mình một kế đi chỗ đồ bảo quá hết đơn rồi hết rồi cũng đông lắm rồi đi sang á cái gian ngay chỗ quẹo về nhà chị á nó cũng đông lắm á, bữa hỏi quen nó cũng đông, không thấy gì tốt mà nữa bên cái gì ra mình gần ngân hàng gì đó nào, hì hì, chiều nay tạm thời mình kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha. Cao rồi.